ok ngay nhé trên trời rơi xuống các bạn ạ ngay sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể mua được cái máy này và sau này sẽ được hoàn tiền miễn phí như thế nào Redmi Note 11 Pro Đặc có tên Mobile Đặc có tên Mobile này đang có một cái chương trình khuyến mại cực kỳ là hấp dẫn và có cái gói mạng tuyệt vời đó là gì phủ sóng khắp Nhật Bản này 99,9% vùng lãnh thổ của Nhật Bản khi các bạn sử dụng 3 đến 3 g thì chỉ có 980 yên khi các bạn sử dụng tới 20 g thì chỉ có 1 trên 980 yên và khi các bạn sử dụng từ 20 g đến vô cùng vô tận thì chỉ mất 2 trên 980 yên và đây là cái giá mà chưa có thuế đây là có sim thì có số để các bạn nghe gọi này nhắn tin này để đăng ký và sử dụng tất cả các app ở trên Nhật Bản này để nhận cái chương trình khuyến mại nói chung là nó vô vàn cực kỳ là nhiều luôn không mất phí đăng ký không mất phí hủy không có hợp đồng hợp đồng đăng buộc các bạn hôm nay đăng ký ngày mai các bạn hủy cũng được không sao cả đăng ký hồi xưa mất 3 c nhưng mà bây giờ không mất uh, phí nào một số nhà mạng hiện nay người ta cũng đang có chương trình như này nhưng mà đặc biệt mình đang nói về cái bên đăng ký tiền này điều kiện là các bạn có visa còn ở nhật một ngày nhé các bạn nhé các bạn còn visa ở nhật một ngày thì các bạn có thể đăng ký được thứ hai là các bạn có thẻ vi uh, visa hoặc uh, thẻ có nghĩa là thẻ thanh toán trả trước hoặc là thanh toán uh, trả sau thẻ credit hoặc là thẻ debit thì các bạn có thể mua được uh, cái máy này còn nếu mà các bạn mà không có những cái thẻ đấy các bạn có tài khoản ngân hàng thôi thì các bạn uh, chỉ đăng ký được sim thôi thì khi đó các bạn uh, nhận được uh, 6 c niên tiền giới thiệu thôi nếu các bạn nào mà chưa có thẻ để cái debit thì các bạn xem cái video khác mình để ở đây nhé đăng ký rất là đơn giản thôi trong vòng một tuần là các bạn có thôi bắt đầu là các bạn thanh toán hai ma sáu trăm chín mươi tám yên nhé hai man 6 sen 980 yên sau đó sau 2 tháng thì các bạn được bên đắc cơ thể này bách lại một man 2 sen yên tiền pôn độ của bên đắc cơ thể để các bạn mua được tất cả ở những nơi con mini siêu thị hay một số nơi nào mà nó có hỗ trợ bên ra cơ thể này, hoặc là các bạn mua hàng ở bên đắc cơ thể đấy thì đó là mình coi như là các bạn sẽ nhận được lại một man hai nhé đúng nhé các bạn nhé tiếp theo là các cái chương trình giới thiệu là các bạn đăng ký đúng không? các bạn đăng ký thì bây giờ nó bên đất cơ thể này đang có chương trình giới thiệu đất là hay này các bạn khi bạn giới thiệu thì các bạn được 7 c niên tiền các bạn giới thiệu và được 6 c niên đối với cái người mà nhận được giới thiệu người đăng ký mới này được 6 c có nghĩa là sau từ tháng thứ tư thứ năm thứ sáu là các bạn sẽ nhận được hai người đó thì sẽ nhận được một man ba một man ba cộng với lại một cái man hai kia cơ có nghĩa là các bạn đã được bách lại được hai man rưỡi rồi đúng không? Tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp đó là các bạn có thể nhận được từ 9 sen đến một man đó là các bạn đăng ký cái tiktok này này nếu mà bạn nào mà chưa biết cái tiktok này này đăng ký như thế nào thì các bạn cần phải xem cả cái video khác mình chia sẻ mình có để để ở nội dung mô tả này nhé để các bạn hãy bình tĩnh và đăng ký thật là bình tĩnh nhé thì mới được chứ không là lúc đấy lại bảo là anh ơi em không nhận được lúc đấy quay lại chửi mình là lúc đấy là là mình cũng xin lỗi đi nhé vậy là các bạn tổng là các bạn đã được bao nhiêu rồi ba man năm năm xe niên rồi đó không chỉ cái máy này mà ngoài ra còn có những cái máy khác giá rẻ hơn rất là nhiều có máy chỉ có một yên thôi sau cái quá trình các bạn đăng ký đấy hoặc là các bạn có thể mua được những cái máy khác nó đắt hơn nhưng mà cái máy này nhé máy này mình các bạn có thể tra trên Amazon hoặc một số cái trên trang người ta bán khác thì giá nó sẽ đắt hơn giá nó khoảng hơn ba man ấy vậy là mình đã mua được một cái giá rẻ rồi và sau cái chương trình mình tham gia đối nếu mà các bạn mà theo cái chương trình của mình này thì sau có sau thời gian khoảng 6 tháng thì các bạn có thể coi như là các bạn được nhận miễn phí được cái máy này luôn rồi đấy nhé ngoài ngoài ra thì có cái mấy cái chương trình bên vụ đăng ký iPhone 15 15 Pro Max ấy thì các bạn có thể đăng ký được nhưng mà mình cũng không khuyến khích các bạn nên đăng ký cái đấy nếu mà các bạn muốn mua iPhone 15 Pro bắc chẳng hạn thì các bạn hãy đăng ký trực tiếp ở bên Apple Store nhé bởi vì ở trên một ở những cái ở nhà mạng này thì thường là người ta hay tranh giá lên khoảng tầm 3 man chẳng hạn đó các bạn hãy lưu ý là cái giá của nó là bao nhiêu họ đã tranh lên cái giá so với Apple Store các bạn mua trực tiếp nó là mấy man rồi nên là các bạn lưu ý đây là mình chia sẻ thêm ngoài này về cái vấn đề này thôi đó cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nếu mà các bạn cảm thấy cái video này hay có ích cho các bạn và có ích cho bạn bè cho cộng đồng thì xin hãy đăng ký một đăng ký ở kênh bấm like hay là comment để ủng hộ kênh nhé các bạn nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye